Hello my friend, welcome back to my channel. I'm learning to speak English. So my English is not good. Please read the subtitle in the video. Today I'm going to show how to DIY ampli Taiwan DC by television Samsung. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mình. Hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn độ chế một bộ công suất 12V từ IC. Con này là con TDA 7297 các bạn nhé. Thì sẽ lấy nét cho các bạn quan sát này. Ok, máy quay khá là khó lấy nét các bạn nhé. Ok, thì con IC của chúng ta thì sẽ là con TDA 7297SA các bạn nhé. Rồi thì ok, con IC này thì chúng ta có thể lấy từ main TV Samsung qua nha. Cụ thể đây thì mình có một cái main Samsung qua này. Và IC của chúng ta thì sẽ bao gồm tất cả là 15 chân các bạn nhé. Thì trước khi chia cháo thì sẽ cho các bạn xem sơ đồ của IC các bạn nhé. Rồi ok, con IC của chúng ta thì sẽ bao gồm tất cả là 15 chân. Trong khi đó thì chân 1 và chân số 2 là chân xa loa các bạn nhé. Speaker out 1 and 2. Và chân số 3 là chân nguồn các bạn nhé. VCC Taiwan input. VCC Taiwan input free. Và còn một chân nguồn đó là chân số 13 các bạn nhé. VCC Taiwan input. Ok, thì chân số 4 của chúng ta thì sẽ là đường nhạc vào các bạn nhé. Music Input 1, Music Input Thao. Thì chân nhạc vào của chúng ta thì sẽ là chân số 4 và chân số 12 này các bạn này. Ok, thì chân còn lại của chúng ta, chân số 5 là bỏ các bạn nhé. Chân số 6 là chân Mute. Ở đây yêu cầu là bạn cần cấp nguồn cho nó là 3V các bạn nhé, 3V vào chân số 6. Chân số 7 là chân standby các bạn nhé. Chân này thì nó liên quan đến cái mạch mute bên trong IC. Thì các bạn dùng cho mình con điện trở 15K lấy nguồn 12V nhé, 12V này, qua con điện trở vào chân số 7. Con này là con 15K các bạn nhé. Ok, thì chân số 8, 9 là mát các bạn nhé. Chân số 10 và chân số 11 bỏ các bạn nhé. Chân số 12 là chân đường nhạc vào đấy. Chân số 13 nguồn, chân số 14 và chân số 5, 15 là chân một chân giao loa nữa các bạn nha. Speaker out. Ok, thì sẽ để sơ đồ một lúc cho các bạn quan sát nhé. Sau khi quan sát xong thì chúng ta có thể là cơ sở dữ liệu để chia sáo các bạn nha. Con IC của chúng ta thì sẽ là con TDA 7297SA các bạn nha. Thì con này thì nó khác với con của con LG các bạn nha. Okay, thì mình sẽ tìm cái sơ đồ của con IC LG này các bạn này. Thì con LG của chúng ta thì cái phần mắc mạch của nó khác các bạn nha. Chân số 8, 9, 10, 11 là mát. Thì đây thì chân 8, 9, 10, 11 thì hai chân này nó bỏ các bạn nha. Nên là nguyên lý nó hoạt động khác nhé. Rồi thì cái đây là tổng quan cái con IC này các bạn này và phiên vị nhé. Thì chúng ta có thể bắt tần nhiệt vào cho nó các bạn nhé. Thì để thuận tiện cho việc quan sát số IC, vì vậy nên là mình đã tháo ra. Tiếp theo thì mình sẽ vít nó vào nhé. Ok, công việc tiếp theo thì của chúng ta thì sẽ là công đoạn cắt mạch các bạn nhé. Thì các bạn sử dụng cho mình cái cưa này. Chúng ta sẽ tiến hành cắt mạch các bạn nhé.
chúng ta sẽ cắt phía bên này nữa các bạn nhé. Ok, cái công đoạn là cắt mạch này thì các bạn được cắt nha, vì mình cắt thì nó khá là lâu. Rồi ok, mình đã cắt được mạch ra này các bạn này. Và thì chúng ta sẽ tiến hành đấu nối các bạn nhé. Thì việc cắt thì nó khá là lâu, vì vậy nên là các bạn tự cắt nhé. Ok, thì chúng ta sẽ tiến hành đấu nối các bạn nhé. Trước khi đấu nối thì sẽ bổ sung thêm cho các bạn là cái chân 6 này các bạn này. Chân 6 này, chân mô te này thì chúng ta có thể thêm con điện trường 15K nhé. Nguồn 12V này, 12V carbon DC hoặc VCC input. Thì chúng ta có thể lấy 12V qua con điện trở 15K vào chân số 6 các bạn nhé. Và đèn áp thấp nhất ở chỗ chân số 6 này thì sẽ là 3V các bạn nhé. Thì các bạn tùy, có thể con điện trở có thể cao hơn hoặc là có thể thấp hơn nhé. Ok, thì chúng ta sẽ tiến hành đấu nối các bạn nhé. Ở đây thì mình sẽ sử dụng hai chiếc loa này các bạn này, một chiếc loa này và một chiếc loa này các bạn nhé. Thì đây là chiếc loa toàn giải các bạn, 500 bé này, to nhưng mà 500 bé này các bạn này. Ok, thì chúng ta sẽ tiến hành hàn chân linh kiện các bạn nhé. Thì các bạn đợi mình tí. Cần chỉnh lại camera cho các bạn và sao để sau này nhé. Rồi thế kia, trước tiên này chúng ta sẽ hàn chân xa loa các bạn nhé. Chân số 1 của chúng ta thì sẽ là phía bên đằng này các bạn nhé. Ok, chân số 1, số 2 của chúng ta thì sẽ là chân xa loa speaker R1 and 2. Thì mình sẽ để lên trên này cho nó khỏi bập bênh các bạn nhé. Ok, thì chân xa loa, dương xa loa của chúng ta thì sẽ là chân số 1 luôn nhé. Và chân âm xa loa của chúng ta thì sẽ là chân số 2. Ok, như vậy là mình đã hàn xong rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ hàn tới một chân xa loa nữa các bạn nhé. Chân số 14 và chân số 15. Speaker out. Thì chân âm xa loa của chúng ta thì sẽ là chân số 14 con nhé. Bạn đợi mình tí, nó hơi bị trái tay nhé. Ok. Rồi ok, mình đã hàn xong này các bạn này. Như vậy là mình đã hàn được xong hai chiếc loa nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ can thiệp cái mạch stand bi các bạn nhé. Mạch stand bi của chúng ta thì sẽ có con điện trở là 15K các bạn nhé. Nâu xanh cam. Ok, cái chân stand bi của chúng ta thì sẽ là chân số 7 và chân số 6 các bạn nhé. 6 and 7. VCC Tower Racing 6 and 7. Thì các bạn sử dụng cho mình 12V câu vào chân số 6 và chân số 7 các bạn nhé. Hai con điện trở cùng là 15K các bạn nhé. Con này cũng là 15K này, nâu xanh cam. Ok, thì mình sẽ sau lại mạch cho các bạn nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.
Và chân số 6 mô te nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Thì chân số 6 của chúng ta thì mạch nó sẽ chạy ra đây và ăn vào đây này các bạn này. Để đảm bảo tính trung thực thì mình sẽ trích lại mạch cho các bạn quan sát nhé. Thì các bạn chú ý quan sát đồng hồ bản năng này. Mình sẽ quy không đồng hồ nha. Thì chân số 6 của chúng ta này thì sẽ ăn ra mạch đây các bạn nhé. Ok, như vậy là đã thông mạch này. 6. Chân 7 này. Chân số 7 này. 7 này. Như vậy là nó đã thông mạch này các bạn này. Ok, thì chúng ta sẽ cùng lấy nguồn 12V nhé. VCC, Thavon, DC. Ok, một phía thì một đầu thì chúng ta hàn vào chân IC, đầu còn lại thì chúng ta sẽ lấy nguồn 12V nhé, cấp nguồn 12V cho cái mạch standby hoạt động của bạn nhạc. Ok, thì nguồn 12V của chúng ta thì sẽ lấy trên đầu tủ lòng nguồn này các bạn này. Tủ lòng nguồn nhé, 12V, Thavon DC. Ok, như vậy là mình đã hàn xong cái phần giao loa của nhá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lấy nguồn nguồn điện vào con nhá. Thì ở đây thì mình sẽ sử dụng cái bình 12V này các bạn này. 12V ở bình ắc quy nhé. Thì chúng ta sẽ cấp nguồn 12V vào VCC Thavon input for 1, 2, 3, VCC Thavon input 3, chân 3 và chân số 13 các bạn nhé. Ok, mình sẽ check lại cho các bạn nhé. Chúng ta có thể check mạch nhé. Ok, đang mạch nó hoạt động này các bạn này. Và phía mạch bên này nhé. Ok, như vậy là mạch đã hoạt động bình thường các bạn nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ hàn cái bình nhà vào thôi nha. Music input. Thì mình sẽ sử dụng cái bo chỉnh nhạc truyền thống của mình các bạn nhé. Bo này do mình nhà tự chế. User DIY mà music controller. Phía bên này là nhạc vào quá nha và phía đây là phía ra nha. Thế thì mình sẽ tiến hành hàn chân đường nhạc vào quá nha. Music input. Thì chân nhạc vào của chúng ta thì sẽ là chân số 4 và chân số 12 các bạn nha. Music in for and thao. Ok, tiếp theo nữa là sẽ là chân số 12 con nhé. Ok, như vậy là mình đã tiến hành hàn xong này con này. Và mình sẽ đi chuẩn bị nguồn nhạc con nhé. Sau khi chuẩn bị nguồn nhạc xong thì sẽ test thử một đoạn nhạc cho các bạn nhé. Rồi, ok, mình đã chuẩn bị xong nguồn nhạc này các bạn này và thì sẽ test thử đoạn nhạc các bạn nha. Ok, test music. Thank you.
Rồi thôi, okay, mình test thử đoạn thôi các bạn nha. Và thì video của mình đến đây là kết thúc. Nếu bạn thấy hay thì nhớ ủng hộ của mình bằng cách ấn like. Và đối với bạn mới thì đừng quên đăng ký kênh mình để cập nhật những video mới nhất. Sau hẹn lại gặp lại các bạn ở những video lần sau. Thank you for watching video. Goodbye, see you again.